Nhằm để ổn định nhân sự, tiến tới thành lập ban quản trị các cơ sở tự viện. Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 21 tháng 2 năm Giáp Thìn, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Đông long trọng tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Quang, tọa lạc tại ấp Xóm Trình, xã Kiển Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, cho Thượng tọa Thích Minh Đạo, hiện là Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Đông. Năm 2003, được sự phân công của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Đông, Thượng tọa đã về với chùa Phước Quang để cùng chăm lo Phật sự với Thượng tọa trụ trì Thích Thiện Thành. Thời gian qua, dưới sự chứng minh của Thượng tọa trụ trì, Thượng tọa Thích Minh Đạo đã trùng tu lại ngôi Tam Bảo ngày thêm khang trang, đồng thời làm rất nhiều Phật sự quan trọng nơi chùa Phước Quang cũng như các công tác an sinh xã hội tại địa phương. Năm 2022, Thượng tọa Thích Thiện Thành viên tịch. Từ đó, Thượng tọa Thích Minh Đạo cũng đã tiếp tục điều hành Phật sự tại đây. Vì điều ổn định nhân sự tại địa phương, qua kiến nghị của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Đông, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã có quyết định số 017 ký ngày 19 tháng 9 năm 2023 bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Đạo đảm nhiệm trụ trì chùa Phước Quang để Thượng tọa đầy đủ pháp nhân, pháp lý cho hoạt động tiếp theo tại bổn tự. Quan lâm chứng minh và tham dự buổi lễ công bố quyết định sáng nay có Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự, kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Phó Trưởng ban trị sự, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Chân Phước, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Đông, Hòa thượng Thích Bửu Hòa, Ủy viên thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Đông, Đại đức Thích Đức Minh, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Minh Bửu, Phó văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Chư tôn đức tăng ni trong Ban trị sự, trụ trì các tự viện trong huyện Gò Công Đông. Đại diện lãnh đạo chính quyền có bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang, ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, ông Trần Văn Khuê, đồng Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ông Lê Văn Mạnh, Phó trưởng phòng BA02 Công an tỉnh, ông Trần Công Việt, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Đông, ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, bà Lê Hồng Tâm, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, bà Huỳnh Thị Mỹ Hà, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ông Mai Văn Cười, trưởng phòng nội vụ huyện, bà Trần Lệ Dung, đội trưởng đội an ninh công an huyện, bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang, bí thư đảng ủy xã Kiển Phước, ông Nguyễn Duy Tân, trưởng công an xã Kiển Phước, cùng quý ông bà đại diện sở, ban ngành, đoàn thể tại địa phương. Tại buổi lễ, sau khi phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Bửu Hòa, Ủy viên thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Đông, Trưởng ban tổ chức đã tiếp nhận nhiều lẵng hoa tươi thắm gửi đến chúc mừng của ban ngành, đoàn thể các cấp. Đại đức Thích Huệ Phát thay mặt Ban thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh triển khai quyết định bổ nhiệm trụ trì của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và cung thỉnh Thượng tọa Thích Quảng Lộc trao quyết định đến Thượng tọa Thích Minh Đạo. Với trọng trách của người thừa tiếp tục đương Phật sự, Thượng tọa Thích Minh Đạo có lời phát biểu hứa sẽ quyết tâm phụng sự Tam Bảo và hướng dẫn Phật tử địa phương tu học đúng chánh pháp. Với vai trò là thầy bổn tự của Thượng tọa Tân trụ trì, Hòa thượng Thích Bửu Hòa có lời huấn từ sâu sắc đến Thượng tọa Thích Minh Đạo, đồng thời trao pháp bảo để làm hành trang cho đệ tử hoàn thành trách nhiệm được giao. Bà Lê Hồng Tâm, đại diện lãnh đạo chính quyền tại địa phương, phát biểu chúc mừng đến Thượng tọa Thích Minh Đạo. Theo bà Tâm cho biết, Thượng tọa Tân trụ trì là người rất hòa đồng và tích cực gắn kết với địa phương trong các hoạt động thiện nguyện, xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, buổi lễ hôm nay cũng là đánh dấu thêm mốc son mới để Thượng tọa có thêm thành tựu hơn nữa trong tương lai, góp phần làm tốt đời đẹp đạo. Đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Lộc bày tỏ niềm vui đến Thượng tọa Tân trụ trì. Thượng tọa Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Thượng tọa Thích Minh Đạo
cho các hoạt động Phật sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nói chung và huyện Gò Công Đông nói riêng. Mong rằng Thượng tọa sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa để đưa hoạt động Phật sự tại địa phương nâng tầm cao mới, xứng với thời đại, góp phần trang nghiêm giáo hội và lợi lạc nhân sinh.